và là đốm lửa hồng để hơi ấm lan hạnh phúc trong lòng ta. Niềm vui ta đã có, buồn đau như cơn gió, bên nhau nhé mai kể những câu chuyện này. Bạn thân ơi, dòng sông trôi sẽ là những bên bờ mới, buồn vui trong cuộc đời như sóng trôi. Ngồi bên nhau, tựa vai nhau, mọi gian khó tan rồi đây, lấp lánh nụ cười trong giấc mơ. Bạn thân ơi, ngày thanh khai là ngày vui sống trong hạnh phúc. Tiếng vui mọi ngày bạn với tôi. Trôi qua hết những ngày tăm tối, ngày đây nắng xanh sẽ tới, chúng ta sẽ phải hạnh phúc. Em muốn tất cả chúng ta mãi mãi là sinh viên. Em muốn tụi mình quay trở lại 20 năm về trước. Em không thích bây giờ, em ghét bây giờ, em hận bây giờ. Nhóm chơi hột, 5 người như một. Chú ơi. Hả? Cho con hỏi con mèo này làm bằng gì vậy chú? À, con mèo này á đơn giản lắm. Lúc đầu nha là chú có một cục đất sét này, rồi chú nhào nặng lên, chú tỉa. Thế là thành con mèo này, hay không? Dạ. Chú ơi chú. Hả? Chú có thể làm cho con một con ngựa được không? Được chứ. Được. Con nó phải thật là to. Nó còn có 4 cái chân mà giống như là nó đang phi vậy nó mới ngầu. Được, con thích làm cái gì thì ba chú sẽ làm cho con cái đấy luôn, được không? Dạ được, móc nghéo đi chú. Móc nghéo à? Ừ thì móc nghéo nào. Yêu quá đi mất tụi. Bà Lê ơi, tôi lo cho bé Tú quá à. Nó chơi với một nhóm bạn ở trong game á, bây giờ còn xưng hô vợ vợ chồng chồng nữa, đã vậy là con gái nữa. Gì? Tôi thật sự rất là lo. Mà nó có nói với tôi á là nó thích cả nam cả nữ. Bây giờ có trend này nữa hả bà? Ý của bà là bisexual hả? Có trầm trọng vậy không? Dù nó có giải thích với tôi á là chỉ bạn bè bình thường thôi, nhưng mà có tí tuổi đầu à, chưa định hình được tính cách, giới tính, phân biệt đúng sai. Tôi chỉ sợ bé Tú bị ảnh hưởng rồi về sau lệch lạc giới tính thôi. Thôi. Bà nói gì mà nghe thấy ghê vậy? Bây giờ tôi nghĩ cho dù con bé nó có thích con trai hay con gái, hay là nó thích cả hai luôn đi chăng nữa, nhiều khi tụi nó quý nhau cho nên là xưng hô với nhau như vậy thôi, chứ mình chưa có khẳng định được gì đâu. Để từ từ đi, tôi nói chuyện với nó coi sao. Em. Anh. Đây là anh Hoài, còn đây là Nguyệt, là một trong những người bạn trong nhóm bạn thân chứa hồ của em á. Chào Nguyệt. Dạ, chào anh. Thôi, tôi đi làm đây, có gì bạn nhớ nói chuyện với Tú giúp tôi nha. Yên tâm. Em đi. Xin cơ mình. Nè, nay có chuyện gì mà mặt mày vui vậy? Em được gặp con rồi. Thằng nhỏ à, nó đáng yêu và tình cảm lắm mày ạ. Thì ra là vậy. Chúc mừng chú nha. Mọi nỗ lực rồi cuối cùng cũng sự đền đáp thôi. Mà nè, thằng nhỏ có nhận ba không? Dạ chưa, Liên mới cho em gặp con thôi, chứ chưa cho nhận. Chắc là phải cần thời gian.
khổ thân cho em tôi rồi. Không biết đến bao giờ mới được đường chính chính để mà được nhận con nữa. Có sao đâu anh. Em nghĩ là Liên đã từ từ cảm nhận được những cái cố gắng của em. Bây giờ em chỉ cần nỗ lực nhiều hơn nữa để Liên có thể tin tưởng em đủ khả năng nuôi con, đúng không anh? Chú nói đúng. Nè em quá vậy? Sao? Em thích không? Đây, để anh ăn cho. Vậy của em vậy? Anh biết mọi thứ về em. Em đi thử. Chào anh. Anh cần gì ạ? Ủa anh là Tam hả? À không, tôi là Cường chủ xưởng. Còn Tam chỉ là thợ xưởng thôi. À dạ. Tôi là Phương, chủ cửa hàng mỹ nghệ. Tôi nghe bạn tôi giới thiệu anh Tam chế tác mấy cái đồ gốm lưu niệm rất là đẹp, nên hôm nay tôi qua đây xem thử. Tôi là Tam đây. Mấy đồ chế tác mời anh qua bên kia nhé. Ừ. Mời anh. Anh cứ xem tự nhiên. Sao ạ? Mấy cái này cũng đẹp đó, nhưng mà tôi muốn mua kích thước lớn hơn. Kích thước lớn hơn. Đây, có tượng đầu tượng Phật này. Anh thấy có được không? Hay anh muốn như nào? Anh nói rõ hơn nhé. Tôi muốn mua số lượng lớn. Anh có bớt giá cho tôi không? Anh à, cũng tùy vào cái sản phẩm mà mình muốn mua. Yêu cầu về chất lượng nè, mà cũng tùy vào tình hình thực tế. Xưởng của chúng tôi sẽ ra một cái bản dự trù chi phí để cho anh tham khảo. Lúc đó anh em mình sẽ thương lượng lại. Ví dụ như những cái đồ trang trí đặt bàn làm từ gốm mà tôi mua số lượng lớn tầm 1.000 cái, anh để giá bình quân thấp nhất cho tôi nha. Nếu vậy thì tôi thấy không ổn rồi. Tại vì cho dù đó là đồ trang trí để bàn, nhưng những kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng cũng như công thực hiện nó đều khác nhau. Có cái thì nó đơn giản lắm, có cái thì nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi những chi tiết tỉ mỉ. Mà nếu mà gom chung cào bằng một cái giá thấp nhất thì tôi thấy không ổn tí nào hết. Chẳng hạn, đây, anh coi cái bình này đi. Đòi hỏi công phu rất là nhiều, tốn thời gian nữa, chất lượng rất tốt. Anh coi kỹ đi. Nó không phải những cái bình đơn giản khác. Sao mấy anh lại cứ thể thổi phồng lên về chuyện chế tác thủ công làm gì để rông giá lên hả? Ba cái này á, bây giờ máy móc chế ra dễ ẹc à. Vậy thì anh kia chỗ nào làm máy móc cho rẻ đi. Tôi cũng tính vậy đó. Thôi được rồi. Mình sẽ thương lượng là việc này. Bây giờ anh cứ cho mẫu và chốt số lượng đi. Tôi sẽ để giá cho anh thấp nhất. Ok, có gì tôi sẽ gửi mail cho anh để đặt hàng. Anh cứ gửi theo địa chỉ này. Cảm ơn anh. Hợp tác vui vẻ. Ok. Anh đồng ý với cha nội đấy làm cái gì? Hắn ta đâu biết gì về nghệ thuật đâu. Giọng thì đầy sức con buôn, không biết giá trị sản phẩm là gì hết. Khách hàng thì có người này người khác. Mình kinh doanh thì phải chấp nhận thôi. Thấy lời là cứ làm, hiểu chưa? Đồng Minh, cho thêm chén cơm. Nãy giờ bố nói con đã đặt vé cho bố về quê chưa? Con đã nói với bố rồi. Bố cứ yên tâm. Nhà mình còn nhiều bác năm hàng xóm thắp nom rồi. Bố không phải lo đâu.
không thể yên tâm được con ạ. Người ta chăm làm sao bằng mình chăm được. Ủa? Ở đây có người hầu người hạ, cơm bưng nước rót á thì không chịu, đòi về nhà. Nhàn cư duy bất thiện, bắt đầu nghĩ đủ thứ chuyện, khổ mình hại người. Mồm thì vào đình chiến, nhưng mà chuẩn bị đạn dược để câu mọc chê đấy. Thì lâu lâu á cũng bị ức chế, cũng phải thốt những lời vàng ngọc ra chứ. Mà này anh xui, nếu như anh không muốn người ta nói á thì tốt nhất anh đừng có làm ha. Thôi mà má, tu 15 phút. Con xin phép bố, con xin phép má, con đuổi rồi ạ. Tôi cũng nuốt không vào. Đời ngược ngạo thiệt á. Ở trong cái nhà này nè, người không có tội á thì cảm thấy tội lỗi, mặc cảm. Còn người có tội á thì cái tính quéo à. Ngộ ghê. Thôi ăn đi con, ai đói thì đói, ai no thì no. Cần quan tâm. Tốt lắm. Giờ thì ngồi đây chờ coi tấm màn bi kịch cay đắng của bọn nó. Mày sẽ thua tao thôi, Tam ạ. Mà sao lại ca lại phải dùng trăm phương ngàn kế để dụ nó về làm chung với mình làm cái gì? Em thấy nó có hơn em được gì đâu. Mày tuổi gì mà so sánh với nó? Nhưng yên tâm, tao đã có ý đồ của tao hết rồi. Nó sẽ phải quy phục dưới trướng của tao. Sẽ sớm thôi. Tôi có nhắn tin trong group cho mọi người rồi đó. Anh Hoài muốn gặp mọi người, cho nên là hôm nay tôi đưa ảnh đến đây giới thiệu mọi người. Nghìn tầm núp bóng tùng quân, tuyết sương che chở cho thân cát đằng. Mà này, đâu là Tùng, đâu là Cát Đăng. Anh còn chọc em nữa, em đang lo muốn chết. Mày lo cái gì? Nó lo là nó chuẩn bị giới thiệu cái người đó cho nhóm biết mà người đó đã có gia đình rồi. Đã biết không đồng ý, còn dẫn tới giới thiệu nữa. Ừ, thì tại vì anh Hoài á, ảnh muốn gặp mọi người, với lại ảnh tốt với tôi lắm. Cho nên là tôi nghĩ là cần thiết phải giới thiệu nhóm bạn thân thiết này cho anh biết, đúng không? Nhưng mà anh Hoài anh cũng ly thân rồi. Ảnh với vợ anh cũng không tìm được tiếng nói chung. Vợ anh bây giờ cũng đang ở bên Mỹ với con. Ảnh đối với tôi là thật lòng á, không phải là kiểu người trăng hoa đâu. Thiệt. Thôi, thật lòng là được. Thật lòng cái gì? Lúc yêu mà ai mà có sáng mắt được đâu. Toàn là thấy điểm tốt người ta không à. Nè, người ta chỉ mới ly thân thôi, chưa có ly dị đâu nha. Phải cẩn thận đó, sáng suốt lên. Kìa, đi. À, anh. Đây là nhóm chuối hột, bạn của em á. Còn đây là anh Hoài, người mà tôi kể cho mọi người nghe á. Xin chào. Dạ, yeah, chào anh. Chào. Chào anh. Xin mời. Đây, ngồi đi. Không phải khách sáo đâu, trước lạ sau quen. Xin mời. Dạ. Nhưng không biết anh có thích thưởng trà không? Hương trà ủ sen, nó làm cho tôi nhớ tới tuổi thơ của tôi. Theo mẹ ra đồng hái sen. Trà này anh mua ở đâu vậy? Trà này trên Bảo Lộc gửi xuống, do chính tay bố tôi chế biến. Anh Hoài thích uống trà vậy, chắc đâu có hảo rượu đúng không?
Giống chúng tôi dân nhậu chuyên nghiệp đó nha. Nghe cái tên chuối hộp á là đủ hiểu rồi, phải không? Tổ lượng của tôi không cao lắm, nhưng mà hôm nào rảnh mời mọi người la rai với tôi một bữa. Quán bình dân thôi, nhưng mà tôi ủ chuối hộp là ngon hết sảy á. Trời ơi, hèn chi, cái gì anh cũng biết, cũng rành hết. Cho nên nhỏ Lê là nó mê anh. Không có đâu, cổ làm cho tôi mê cổ ấy chứ. Lê trông mạnh mẽ vậy nhưng rất là dễ tổn thương và cô đơn, cũng giống như tôi vậy. Nên chúng tôi mới có đồng cảm với nhau. Công nhận gu của anh cũng lạ thiệt hen. Cổ nhân nó không hề sai. Có hai điều chúng ta không thể nào giấu được. Một chính là hắt xì hơi, còn hai chính là ánh mắt của những người đang yêu. Chị đã bị em mắc quả tang tại trận. Chị có hắt xì đâu. Thì em đâu nói chị hắt xì hơi đâu. Em đang nói là chị đang yêu đó. Thôi đi cô, lo mà đi soạn đồ đi. Ở đó mà còn cổ nhân, cổ nhân. Chị có chuyện phải nói chuyện điện thoại rồi. Trời, em nói nào, chị buồn thì em cũng buồn theo. Người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Thôi đi, nhiều chuyện quá. Sai. Đúng là thần giao cách cảm ha. Nhiều chuyện, đi vô đi. Alo. Công việc mệt mỏi quá. Anh muốn đi đâu đó chơi với em. Mình đi biển nha. Cũng được. Em cũng muốn đi đâu đó để thay đổi không khí, tìm cảm hứng mới cho bộ sưu tập. Vậy tốt quá. Bây giờ em chuẩn bị liền đi. Nửa tiếng nữa anh qua. Nửa tiếng hả? Nửa tiếng sao mà kịp? Không kịp cũng phải kịp. Vậy nha. Ok anh. Anh nghe nè Lê. Con trai của em về Việt Nam nên em không đi biển với anh được rồi. Vậy à? Anh biết rồi. Khi nào leo đi em sẽ bù đắp lại cho anh nha. Đừng có buồn nha. Mà leo về chắc có người đi theo đúng không em? Đừng có tình cũ không rủ cũng tới nghe chưa. Anh nói gì vậy? Làm gì mà còn tình nào mà rủ? Thì anh dặn trước vậy mà. Nhưng mà em phải hứa đi để cho anh yên tâm. Rồi, em hứa. À, nói nghe nè. Anh mới biết cái quán cà phê này rất là đẹp và cà phê ngon nữa. Em đi với anh nha. Bây giờ là 1 giờ trưa mà đi uống cà phê. Với lại chiều nay em còn phải đi đón Leo nữa. Anh lúc nào cũng muốn gặp em hết á. 1 giờ chiều hay là 1 giờ khuya có gì đâu quan trọng. Ngồi với anh một chút rồi em đi cũng được mà. Chị ngồi chút cũng được. Em đã rút đơn ly hôn rồi.
Em biết là em đã gây ra rất nhiều tổn thương cho anh, và cũng rất khó để cho hai đứa mình quay lại như lúc đầu. Nhưng mà em rất mong là anh cho hai đứa mình một cơ hội được không? Anh chỉ cần là người đón nhận thôi. Còn em sẽ là người cố gắng nỗ lực để chuộc lại những lỗi lầm em đã gây ra cho anh. Anh ơi, coi như là mình vì con nha anh. Nhớ. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Anh chưa trả lời em sống được. Em có việc phải đi trước rồi. Sao tự nhiên anh khó chịu vậy? Cái thằng cha bên đó làm gì cứ nhìn em chằm chằm vậy? Chắc là không phải nhìn em đâu. Chào cô. Có chuyện gì không anh? Cô ta là người yêu của tôi đó. Anh hiểu nhầm tôi rồi. Thực ra thì hôm nay tôi rất là tình cờ hiện thấy cô gái này mặc bộ váy này rất là đẹp, mà đúng với cái mẫu áo mà bà xã tôi rất là thích. Mà mấy hôm nay ấy, bà xã tôi cứ lên mạng tìm hoài mà không biết là ở đâu bán cái mẫu váy này, nên tôi tính sang đây để hỏi xem là cô có biết địa chỉ bán cái mẫu váy này không, để chỉ giúp tôi ghé qua đấy tôi mua để tặng vợ. Này, gửi cho anh. Ôi, váy này là của tiệm tôi bán á, là do tôi thiết kế. Cô là nhà thiết kế luôn ạ? Ôi, tuyệt vời quá. Như thế thì vợ tôi quả thật là gặp được may mắn rồi đấy. Vậy thì khi nào anh rảnh á, cứ ghé qua tiệm của tôi chọn đồ cho chị, hoặc là đưa chị đến để chọn luôn cũng được. Vâng, chắc chắn rồi. Tôi về sẽ chở bà xã đến ngay cái tiệm này để chọn mua đấy. Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Thực ra thì tôi rất xin lỗi, bởi vì sang đây hỏi thế này hơi đường đột, có gì mong anh chị thông cảm. Cảm ơn cô. Chào cô ạ. Dạ. Chào anh. Cảm ơn anh nhiều. Vâng. Anh sao vậy? Người ta chỉ thích cái váy của em thôi. Anh không thích em tiếp xúc với người lạ. Em làm việc, sống, phải giao tiếp chứ. Người ta tiếp xúc với em là người ta có ý đồ đó. Tại em thơ ngây quá em không biết thôi. Em thì thấy anh đang suy nghĩ nhiều đó. Anh nên nhớ, trước đây cũng là một người lạ với em đó. Anh khác. Anh đến với em á là vì cảm xúc chân thật của anh. Nói tóm lại á, là nói ngoại trừ Leo và nhóm chú Hộp là những người anh biết, còn lại em không được tiếp xúc với ai hết. Anh đang nói cái gì vậy? Thôi, tới giờ em đi đón Leo rồi, có gì mình nói chuyện sau đi. Nè, để anh đưa em đi. Em tự đi được? Không được, em đi đâu thì anh đưa em đi, để anh mới yên tâm. Anh sao vậy? Mình đã thống nhất với nhau rồi là không cho Leo biết chuyện này mà. Nhưng mà chuyện này không có nhân nhị gì được hết á. Em bắt taxi ra sân bay. Anh về đi. Sao ba không ở nhà mình mà ba qua khách sạn ba ở? Ê. Cái gì hả? Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông Hoài á, ông lấp ló ở kia kìa. Mà thấy ông ở đâu?
Cẩn thận hay chưa? Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn mình. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng? Cẩn! Linh! Ly hôn. Hả? Cái chồng con mẹ chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt, mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu của em nhé. Như cơn gió trượt đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh tìm lấy người khác. Như vậy là trái với luân thường đạo lý. Anh hiểu chưa? Anh xuống hết tất lịch. Một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm. Dù em buồn gặp dành thêm. Ta thôi hết thăng trầm. Vì em. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải hạnh phúc.